Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Hôm nay em dọn kho ra được 4 cặp vỏ thùng và một cặp vỏ thùng bắt 252 đường tiếng của hãng Victor dòng SX3 3 mã, rất khủng, của cặp vỏ thùng rất khủng luôn, phân tần các bác nhìn rất gấu luôn các bác nhé. Hai đường tiếng này. Và 3 cặp loa bát, 2 cặp bát 16 và 1 cặp bát 25 của hãng Kenwood Onkyo Technic. Cái vỏ thùng này thì giống nhau thôi, cái vỏ thùng bát 12 là giống nhau các bác nhé. Ở đây có hình như có màu khác nhau thôi, cái màu này là màu vàng, màu nhạt nhạt, còn bên này nó là màu gỗ, màu sẫm hơn. Sau đây em sẽ đi báo giá lần lượt tất cả các sản phẩm này, sau đó em đi đo thông số chi tiết cho các bác. Ở đây thì có 4 cái cặp này các bác nhé, 4 cái cặp vỏ thùng bát 12 này, 2 đường tiếng này. Đấy. Thì em bán với giá 100.000 một cặp các bác nhé, 100.000 một cặp dọn kho cho các bác thôi. Giá thì không bao gồm phí ship, mà các bác mà bảo bao ship nữa thì thôi chắc được. Không, đúng là nếu mà bao ship là tặng luôn đấy các. Giá 100.000 không bao ship không nhá, tất cả các sản phẩm này nó không bao ship. 100.000 đồng một cặp các bác nhé. Và nó không có e căng đâu, dòng này về nó bị e căng, nó bị rớt hết xuống biển rồi, kể cả nguyên cả bụi bãi cả đủ hết các bác này. Đấy. Ở đây có 4 cặp các bác nhá, 2 cặp màu gỗ, và đây có 2 cặp màu đây, màu như này. Đều về trong cái trạng thái mặt tiền đẹp, sau cũng đẹp hết. 100.000 đồng một cặp, tiếng thì đo kích thước cho các bác. Ở đây thì cái dòng vỏ thùng của bát 25 của Victor này thì nó cũng vỏ thùng thì nó cũng hàng bãi, nó cũng phụ thuộc dạng nặng, nhưng mà nó cũng hơi lem nhem một chút. Các bác về cái này em nghĩ các bác về phải mông lại cho nó đẹp. Thì cặp vỏ thùng này thì bây giờ có hai kiểu, thứ nhất là các bác không lấy phân tần ở đây sẽ có, ở đây bác chỉ thấy hai cái biến thế này, bốn tụ này, với hai con tụ trắng gì nữa. Đấy. Bông tiêu âm thì đặc luôn, đặc thùng các bác, bông tiêu âm rất nhiều. Đấy. Thì các bác nào không lấy phân tần theo loa thì là 800.000 đồng, còn lấy phân tần là 1.000.000 đồng. Em nói thật các bác đi mua cái phân tần như thế kia ở bên ngoài bây giờ của Nhật các bác nhé, nó cũng phải trên dưới 500.000 đâu các bác nhé. Đấy, đây em nói thật, cái phân tần này, nó phải rơi khoảng trên dưới 500.000 các bác nhé, ít nhất cũng phải tầm 500, không phải rẻ đâu. Đấy, mà các bác lấy tất thì em để với giá 1.000.000 đồng không bao ship, còn các bác lấy không lấy phân tần thì là 800.000 đồng cho cái cặp vỏ thùng này. Đấy. Ở đây có 3 cặp thì có 2 cặp bát 16 với giá 700.000 đồng của Onkyo và Kenwood, còn bát 25 của hãng Technic thì là 1.300.000 đồng. Thì sau đây em sẽ đi đo kích thước cái vỏ thùng này cho các bác luôn. Thật ra cái này nó có ốp như này này. Đấy. Thì em tháo ra để em đo thôi. Đấy. Kích thước của một chiếc vỏ thùng này, kích thước một chiếc các bác nhé. Chiều ngang 13,5, chiều cao 22, chiều sâu 23. Còn kích thước đường kính em đo lại, nhiều khi ghi xong lại quên không biết là cái gì. 13,5 không. Ở đây là đường kính của cái vòng tròn là 10,3, còn đường châu ốc là 12, còn đường phía dưới là 8,5, còn loa chép thì đường kính vòng tròn là 7,2. Đấy, còn đường châu ốc là 10 đúng không, phía dưới là 7 cm. Đấy, các bác về ướm loa chép ở trong nó đã có một cái hộp riêng các bác nhé, nó đóng kiểu có đóng tách riêng rồi nhá, khi mà con dưới nó đánh thì không ảnh hưởng cái trên đâu các bác nhé, nó đã tách trong một cái hộp nó đóng riêng rồi. Đấy, dây cài loa vẫn còn đủ đây. Đấy. Ốc bên ngoài vặn thì em vứt hết ở trong này rồi, đây có cái ốc trong này. Ốc để bắt cái vặn hết cái này vào được các bác nhé. Đây, 100.000 đồng, các bác đi mua gỗ thôi có khi hơn cả tiền trăm rồi các bác nhé. Đây, về thì biết sau thì cái này là cái mốc mốc thôi, cái này về là các bác thổi sạch đi là sạch rồi. Đấy. Thành ý cho các bác dọn kho 100.000 đồng, 100.000 cho cái vỏ gỗ thôi, các bác có bát thôi thì cứ về lắp vào là ok. Xem sang tiếp cái cặp vỏ bên cạnh, cặp vỏ bên cạnh thì nó cũng thế thôi. Đấy. Cũng hơi bẩn một xíu thôi. Đấy. Tất cả cái này thì đều cùng một model cả, nó giống nhau thôi các bác nhé, đều giống nhau hết, 4 cặp giống nhau. Giá 100.000 đồng một cặp vỏ không bao ship các bác nhá. Giá rất là rẻ rồi. Số điện thoại ở cái bảng tên nhà em ở đây 0961225.
Còn đi đến cái cặp vỏ thùng của hãng Victor dòng SX 33 mã này. Đấy. Victor Company of Japan LTD. Kích thước của một cái vỏ thùng chiều ngang 32, chiều cao 52 và chiều sâu 29. Còn kích thước của cái làm video cái kích thước của cái đường này là 23,5. Đây, cái đường từ trong này 23,5, mép ngoài là 28,5. Đây. Thật ra cái này đường chỗ ốc thì em nghĩ cũng hơi khó đo, thì vì thôi em cứ đo đây, tại vì ở đây nó đến 6 ốc thôi. Đường chỗ ốc ở đây là 26. Đấy, 26. Đấy. Còn ở đường phía trên này, chỗ này là 11,5. Đường kính trong, đường kính ngoài là 15 cm, còn đường chiếu ốc là 13 cm, còn đường phía dưới là 9 cm. Để các bác về ướm mấy cái loa cho mình cho nó phù hợp. Bông tiêu âm thì bên trong nó gọi là chi chít, rất nhiều bông tiêu âm. Đây, nhìn cái quả tụ Ela các bác nhá, tụ Ela ấy rất đẳng cấp luôn, hai cái biến thế ở hai góc này các bác có thể nhìn thấy. Phần tần rất to và nhìn rất gấu luôn. Phía sau thì đây các bác, dòng thùng nó thật, các bác nhìn cái độ dày của cái gỗ này, em thử đo độ dày là bao nhiêu. Đây các bác có thể nhìn thấy độ dày của gỗ là 2 cm, gỗ rất dày và chắc chắn. Cọc đoa đầy đủ hết các bác nhé. Phía sau đoa thì rất đẹp. Cái thùng thì nó cũng bị hơi hơi nem nhem, hơi xấu xấu một chút, thì các bác về mang ra tiệm gỗ spa lại chắc chỉ mất tầm 100.000 200.000 nữa là thùng lại đẹp long lanh thôi. Đấy. Hai có hai tinh chỉnh có loa check các nhé, hai tinh chỉnh này. Đấy. Thì chốt lại bây giờ thì các bác không lấy phân tần thì là 800.000 đồng, có lấy cả phân tần thì giá rất rẻ, 1.000.000 đồng thôi, giá không bao gồm phí ship các bác nhé. Dòng này nó không có cái căng, tại vì sao thì không có cái căng của nó, là lưới dòng cái dòng loa này là dòng lưới sắt, nó bọc hết cả cái loa rồi, chứ các bác nhìn này, không có cái chốt cài thì đấy, không có chốt cài đâu các bác nhé, bản chất bản thân của nó không có rồi. Còn sau đây em sẽ giới thiệu về ba cái cặp loa bát rời. Đây là cặp loa của hãng Onkyo này. Nó ghi 5 ohm 40W này. Con này có cái chữ Taiwan, lắp ráp ở Taiwan nên nó hơi mờ. Em nhìn ở trên này nó có chữ Taiwan. Tức là nó lắp ráp ở Đài Loan. Onkyo, thương hiệu nổi tiếng của Nhật, cổ toa. Sassy ruộng dạng 7 màu. Dòng này là màng vẫn thuộc dòng màng giấy. Gân thì những cái dòng loa này toàn bị mục gân thôi, nhưng mà em không bảo các bác thấy gân có khi các bác không biết đâu, thì vì họ thay quá xuất sắc luôn các bác, họ thay quá đẹp luôn. Đấy. Gân là dạng gân mút. Trên các cái dòng loa Pioneer gần 10 triệu CF 9000 gì đấy, họ cũng bắt buộc phải thay những dòng gân mút đấy. Mà F9000 ra bây giờ giá thị trường khoảng mười mấy triệu mà vẫn phải thay gân. Trong khi cái loa có 700.000 đồng mà các bác cứ phải yêu cầu loa zin thì thôi. Còn các bác là không cần thiết thì những cái dòng gân như này, cái tiếng nó còn nhiều, bác còn thích thay cả gân đi các bác nhé. Nhiều bác thích thay cả gân đi để cho gân mới đánh dao động nó nghe nó sướng hơn. Thì kích thước cái đường kính vòng tròn là 17 cm, đường chéo ốc là 16, còn ở đường phía dưới là 11,5. Củ này đường kính là 9,5 cm, rất to các bác. Em kẹp em test luôn rồi. Cái này thì phải úp vào thùng mới hay. Đấy. Nó phải úp vào thùng rồi. Đấy. Này phải úp vào thùng nghe thấy hơn. Tất cả các loa thì em đã test hát ok hết rồi. Thôi cũng không phải test nữa. Cứ đấu vào, cứ kẹp vào cho các bác thôi, 700.000 đồng. Đấy.
bát rồi bát 16 các bác nhé. Đây là cặp Onkyo với giá 700.000 đồng. Cặp Kenwood này thì cũng về trong trạng thái là phải thay lại gân, nhưng mà họ thay gân thì phải nói quá xuất sắc. Kenwood này, Japan này. Đấy. Những cái dòng này thì thường trở kháng của Kenwood là trở kháng toàn là 6 ohm hết. Đấy. Màng vẫn là gọi là màng màng giấy gân gân mút đã thay các bác nhé. Còn kích thước đường kính vòng tròn ngoài cùng là 17 cm, đường treo ốp là 15,5, còn đường phía dưới là 11 cm, đường kính của cái củ là 10,5, còn giá là 700.000 đồng củ to. Giá chỉ có 700.000 đồng cho một cặp. Tiếp đến là cái cặp bát 20 năm của hãng Technic, màng giấy gân ở gân vải ngược, gân vải ngược. Technic Japan 6 ohm. Bát 2 năm. Technic woofer. Nón nó dạng kiểu nón vải các bác nhá, nón vải ấn vào lại phòi ra. Đấy. Chỉ đỏ các bác nhá, chỉ đỏ keo rất hay đẹp luôn. Dòng này thì loa bao zin, gần vải zin. Woofer Japan. Đấy. Màng là màng giấy. Gần vải ngược. Kích thước tổng thể đường đường kính ngoài cùng hai bên là 26 cm, còn đường treo ốc là 27 cm, còn đường ở phía dưới là 19 cm. Giá 1.300.000 đồng cho một cặp bát 2 năm. Ở đây nó sẽ ghi cộng trừ hết ở đây rồi. Cộng vào đây này. Những cái dòng loa bát này nó nếu mà trải qua, tức là qua một cái phân tần nữa thì tiếng bát nó sẽ trầm hơn. Đấy, tại vì cái này em đánh trực tiếp từ từ ấm đi ra, làm ra là nó không bát nó không được ấm. Đấy, nhưng mà có phần tần thì bát nó sẽ ấm hơn. 1.300.000 đồng không bao ship các nhé. Tất cả các sản phẩm này em không bao ship, giá nó rất là rẻ rồi. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961225555. Hàng sẽ được giao toàn quốc và cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.